xuống phía bên dưới thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Rồi, thì lúc này chúng ta sẽ xuống với phần banner. Chúng ta sẽ được kết quả như thế này. Thì cái khoảng cách giữa menu với cái này nó cũng khá lớn. Nhưng trên web của chúng ta với màn hình này thì nó sẽ co vào như thế này các bạn. Đây, ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuống với phần gì? Chúng ta sẽ xử lý cho phần slider. Thì phần slider của chúng ta sẽ có một cái gọi là slider như thế này. Được chưa? Ok chưa? Thì với slider chúng ta có thông tin gì? Chúng ta sẽ định nghĩa cho nó như sau. Đây, được chưa các bạn? Chúng ta sẽ có width bằng 100%. Có chiều cao, anh sẽ tạm gọi là min 2 bằng 560 pixel, hoặc là anh sẽ cố định đi, giả sử như vậy. Được chưa? Thì cái chứa nó, slider là cái cha, thì cái chứa nó, slider item anh cũng để chiều cao tương tự, có nghĩa là giống thằng này luôn. Đây, được chưa các bạn? Chúng ta chạy nó lên. Trước mắt là chúng ta thấy ảnh nó đang bị ngắn lại như thế này đã. Ok chưa? Sau đấy chúng ta sẽ set vào từng cái một. Thì đối với thằng này, chúng ta sẽ định nghĩa cho cái ảnh của slider. Được chưa các bạn? Thì từ slider item anh sẽ định nghĩa nó như sau. IMG. Anh sẽ đặt max width cho nó bằng 100%. Và width của nó cũng bằng 100%. Thì chúng ta sẽ thấy là lúc này cái width của cái ảnh này này nó sẽ không vượt quá màn hình nữa. Ok chưa? Bây giờ chúng ta cần đưa cái text này này, chính là cái nội dung này này, ra giữa màn hình. Và để chính xác thì chúng ta sẽ sử dụng position absolute cho khối này và chúng ta relative cho cái này. Được chưa? Slider item chúng ta là để relative, có nghĩa là mỗi cái item này nó sẽ là relative và trong đây sẽ là absolute. Được chưa? Thì chúng ta sẽ định nghĩa như thế này. Slider item chúng ta sẽ có position là relative. Đó, được chưa các bạn? Sau đó chúng ta sẽ định nghĩa vào thẻ H2. Chúng ta định nghĩa vào thẻ H2 như thế này. Đây, định nghĩa vào một cái thẻ H2. Thì thẻ H2 ở đây của chúng ta sẽ để là position absolute các bạn nhé. Đây, thì ngay lập tức cái thẻ này nó sẽ nằm đúng theo vị trí chúng ta cần. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển nó, ví dụ anh để top bằng 40%. Được chưa? Left sẽ bằng 15%. Đó, color. Color cho cái này nó là màu gì? Thì chúng ta lấy màu ở đây thôi. 3333. Đó, được chưa các bạn? Không sai, chúng ta cho nó to lên một chút, ví dụ như RM như thế này, hoặc là 2RM. Đó, ok chưa? Nó sẽ nằm ở đây. Không sai, 2RM, sao nó vẫn nhỏ thế nhỉ? Đó, rồi. Không sai, anh sẽ để là 3RM. Được chưa các bạn? Text transform sẽ là uppercase. Được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ có một cái khoảng cách giữa các text với nhau là letter spacing khoảng bằng 8 đến 10 pixel như thế này. Thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta được cái nội dung này. Bây giờ làm sao để cái text này nó xuống dưới? Thì các bạn biết là để đặt được cái text này xuống dưới thì anh đã phải cố tình đưa vào đây một cái thẻ gọi là small rồi. Các bạn nhìn thấy cái thẻ small đây không? Và thẻ 2 này, nếu chúng ta đặt hai cái này cùng trong thẻ H2, chúng ta không làm cho nó xuống dưới được, phải dùng thẻ BR. Nhưng mà dùng thẻ BR mà muốn cái này đổi màu thì không đổi được, nên là chúng ta sẽ phải dùng thẻ small ở đây. Thì trong H2 chúng ta gọi small đó, và display block cho nó là nó xuống dưới thôi, và không cần làm gì nữa. Được chưa? Ok chưa? Và color của nó sẽ có một cái màu riêng. Cái color của nó sẽ là màu của logo các bạn nhé. Đây, color nó sẽ mang một cái màu khi hover này. Đó. Thì ngay lập tức chúng ta sẽ xong được cái phần này.
Đây, ok chưa? Chúng ta sẽ có được cái phần này. Được chưa các bạn?